cây này là cây liếc dao bằng da bò đó. Mình dùng sau khi mình mài dao trên đá xong đó, trên lưỡi dao nó còn bao ri á, làm cho lưỡi dao mình không được bén. Mình dùng cái cây liếc này có boiler để liếc lên nó sẽ mất cái bao ri, con dao mình sẽ bén hơn. Đây cũng đủ các loại lờ bồi miễn phí, đều lờ là bồng là kim cương. Mỗi cây liếc nó sẽ có hai mặt. Cách liếc thì mình có nhiều cách, này liếc từ mũi dao lên, liếc còn lại. Mỗi mặt thì thường liếc khoảng 20 đến 30 lần. Dao sau khi mài trên đá xong thì mình liếc lại ở đây thì nó sẽ bám cái bao bì lại trên mặt da, nó làm con dao mình bén hơn, cắt nó không bị sượng nữa. Liếc nhẹ không mềm.